Dạ vâng, Lê Trung TV xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị. Dạ con xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Dạ đầu video thì cho phép hai anh em của Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị ơi, để trở lại với những cái video mà Lê Trung và em Đạt đi trợ duyên cho những cái vong linh còn vắt vưởng ở trên cái cõi ta bà này cả nhà. Thì hôm nay hai anh em của tụi em đến đây, đến cái vị trí này. Thì cái vị trí này ngày xưa là một cái mình gọi là một cái nghĩa địa. Cái nghĩa địa ngày xưa. Nhưng mà hiện tại thì không có còn chôn cất ở đây nữa nha cả nhà. Là cũng như là đã dỡ bốc mộ đi hết rồi. Bốc mộ đi đem về tập trung ở cái khu khác rồi. Ở tại đây thì chỉ còn lôi thôi lưa thưa một hai cái phần mộ thôi. Và Lê Trung cũng được một vị khán giả bảo là ở đây về đêm thì rất là thường hay xuất hiện những cái hiện tượng, những cái hình bóng rất là dữ dằn. Dữ cũng có mà hiền cũng có, thì xuất hiện rất là nhiều luôn. Thì do đây là cái nghĩa địa cả nhà, nghĩa địa ngày xưa. Thì cái vị khán giả nó bảo là ở cái khu vực này á thì không có ai dám tới lui vào ban đêm hết. Ngay cả ban ngày họ cũng không dám vào nữa. Nói thì hôm nay anh em của Lê Trung đến đây để mà mình vào trong này, mình tìm hiểu xem ở trong đây nó có những cái hiện tượng gì và nó có những cái điều gì, những cái nói chung là có cái sự bí mật, bí ẩn gì mà khiến cho quý ông bà, cô chú, anh chị ở khu vực này lại sợ hãi đến như vậy. Đó. Này, anh khỏe chưa Lê Trung? Nói chung là anh thì cái tinh thần thì nó ổn định thôi, chứ còn sức khỏe thì lúc nào cũng yếu hết, bị quánh miết. Nghe mà quý khán giả nói với anh vậy, cái này cũng chỗ này chứ cũng dữ chứ không cái vị khán giả nó nói là hỏi ra rõ anh á, là hỏi anh đó là có thật sự á là có học qua pháp thuật, có học qua đạo hay không. Nếu có hãy đến đây, còn không có thì đừng có đến, tại vì ở đây nó có nhiều cái điều bí ẩn lắm. Thấy chỗ này cũng cho nên là vị khán giả cũng nói rất là rõ ràng, nó kêu anh hãy suy nghĩ cho kỹ khi đến đây. Thì anh mà tánh anh mà khi mà nghe được mà ở đây có những cái hiện tượng lạ, những hiện tượng dữ là cỡ nào cũng phải tới để tìm hiểu chứ không gì. Thí dụ như mình gặp những cái hiện tượng nó khổ sở thì mình giúp đỡ, mình cho họ ăn họ uống, còn như dữ quá thì mình khuyên giải nó để giúp họ quay trở về con đường mà nó sáng hơn, con đường mà nó thiện hơn. Nói chung là con với Lê Trung cũng mới ghé đây thì thấy con vô thì con thấy cũng âm u với nhà mọi người, lạnh sống lưng liền. Cây cối cao lắm, bởi vì cây cối cao, rừng tùm lắm. Đúng ra cái này là cũng là ấy nè, tại vì đang mùa khô nó cháy bớt nè. Là người ta đốt đồng rồi nó cũng cháy lan vô á. Tùm. Khu này là cũng vậy. Rồi, để không mất nhiều thời gian của cả nhà thì bây giờ hai anh em của Lê Trung xin phép kính mời cả nhà mình cùng theo chân hai anh em để chúng ta sẽ tiến vào cái khu vực này để tìm hiểu xem những cái điều bí ẩn mà quý bà con, quý ông bà, cô chú, anh chị ở khu vực này nói đó là cái gì nha cả nhà. Dạ rồi, thì bây giờ hai anh em của Lê Trung xin phép kính mời cả nhà mình cùng theo chân hai anh em ha, để chúng ta sẽ tiến vào bên trong cái khu vực này xem chúng ta có tìm hiểu được cái hiện tượng gì hay không nha cả nhà. Đó, như cái nhà mình nhìn thấy thì cái khu vực này là đây có một phần mộ bóc rồi nè anh Trung. Đây hả? À? Đây cái phần mộ này chắc họ bóc rồi quá. Hình như ở đó một phần nữa gì thế, em thấy cái đó không là không? Hình như đó là cái nguyệt đã bóc rồi. Cái này cũng bóc rồi em. Bóc rồi chưa ta? Nhắc rồi quá. Bóc rồi hay gì? Bóc rồi nè, họ mới lắp lại đất lại nè. Trong đây nó hơi tối để bắt, hơi sáng chứ. Đây hơi tối. Rừng cây không? Cây nào có cao không? Ở nhà mình nhìn thấy cây cối là nó âm tầm. Đây là một cái nguyệt nữa nè. Đúng rồi, đây nè. Đây nè. Rất là nhiều. Hôm qua bị cái hiện tượng đó dứt cho mấy phát giờ. Cây ẩm cổ đầu rồi nữa. Như cái có nhà nào ở trên cây không ta? Đừng nói em ơi. Giờ mình cứ tìm hiểu tới đâu mình ấy để mình đừng có nói. Như là anh thấy nói vậy nó cũng không được hay. Như cái nhà mình thấy cái khu vực này thì nó âm u, nó rậm rạp dữ lắm.
cây cối thì nó âm tầm. Em đi coi cẩn thận, đi gần gần anh. Chắc em phải kiếm tiền mua dài quá. Chứ trên đây đi. Ừ, đúng rồi, có rất là nhiều khán giả, ông bà, cô chú, anh chị á, bảo là em nên mang nó dài vô đi. Thì em cứ mình tích góp mà mình để dành, mình mua đi. Mua có đôi dài vô mang nó dạ, để nó an toàn. Chứ mình đi vô trong rừng trong rú này nhiều khi rắn rít rồi. Mà cái chân của anh phải, cái chân của cưng nó nhỏ thì mang dài anh được, anh còn mấy đôi lận. Dạ, chân em quá xíu to. Chân nhỏ chứ. Chân anh quá to. Chân nhỏ thì anh. Ở đây thì rất là nhiều cái bụi rậm này, như cả nhà mình nhìn thấy nè. Âm u ghê lắm. Ê, anh Dung, Dung. Ê. Anh thấy gì kìa anh Dung? Cái hình như anh thấy nó không được rõ lắm ta. Đỏ. Ừ, hình như anh cũng thấy đỏ đỏ đó. Để mình tiến vô coi. Ủa đâu có tiêu rồi Đạt? Ủa đâu rồi ta? Ủa đâu rồi? Từ bên ơi. Bỏ càng là mình mới thấy đứng ngay đây chỗ này luôn nè cả nhà. Rồi đi là lại về dài đây nè. Để từ từ đi chung tiến vào sát sát trong đây nè. Có không anh? Không thấy anh. Cười, trai, nghĩ đây lừa. Dạ, phải thùng. Có ai hiện tại đang ngự trị ở đây không? Nếu có thì cho Lê Trung thấy đi, để cần cái gì thì Lê Trung có thể là hỗ trợ cho, trợ viên cho. Ôi, gì vậy? Gì Đạt? Em không biết nghe đi. Gì trời? Rung rinh đây nè anh. Có phải không? Làm tao giật mình. Có. Em đang đi rồi, sao luôn, sao không? Có không? Ê! Gì trời? Gì anh? Mới có, hình như là mới có chọi cái gì hay gì á. Nghe một cái đùng ở góc này nè. Giờ sao anh? Bây giờ mình... Đi tới luôn sao? Mình tới luôn. Nè, bây giờ cũng cầm cái cam. Thì em đi sao cho anh đi trước đi. Cũng cầm cái cam cho anh đi. Anh đi trước đi cho nó an toàn hơn. Từ trên này mình thấy chỗ này nó cũng hơi nguy hiểm đó. Ấy gì anh, gì anh, gì là mấy thùng nó khoan cái cây cái gì á. Quá trời cây đây cao luôn. Nãy giờ anh thấy cái hướng chọi qua, cái hướng bên đây qua nè. Từ từ coi. Dạ, từ từ coi. Coi sau lưng coi. Cây thì cao cao không mà. Trong khu vực này. Khu vực gì mà xào xào trời. Gì vậy anh? Anh nghe nó xào xào không vậy? Ê, ôi. Kìa. Đây nè, đây nè Vung, anh thấy đây nè. Anh thấy đây nè. Cái gì vậy? Ông. Bên đây nè Đạt ơi. Gì sao sao thế kia trời. Đây âm tùm quá. Ghê quá. Rồi. Quay hình vòng. Cây cối âm tùm ghê ha anh Trung. Ừ. Thấy dạ. Cái khu vực này đâu có ai dám vô đây làm gì đâu. Bởi vì cây âm tùm hết trơn. Ở đây thấy cái gì đóng trống nè Đạt ơi. Đâu rồi. Ôi. Nữa anh ơi, Nữa hả? Ở sau lưng mình á. Nãy giờ anh thấy là như nó chọi canh chọi sau lưng mình không á. Em nghe hướng này nè. Ở đây luôn hả? Ừ.
thật. Này, nó cái căng căng nha. Không thấy gì đâu trời. Chỗ này nãy mình có nãy ngay đây nè, anh nghe xào xào ngay đây nè. Thì em cũng nghe sau lưng em đấy. Không. Nãy em đi vô, em vô tay thì sau lưng nè. Hai lần. Kỳ đó. Có trên cây cây không ta? Không. Em xây. Cây cao ghê. Quay em nhận mấy cây. Cây cao. Cái ấy nó có à. Đèn đó em đổi cho kìa. Ủa gió kìa. Làm rung rinh rồi, ghê quá. Cao cao. Mình sao anh Trung? Hả? Mình sao? Để mình đi tới mình mà. Ui da, gì nữa vậy trời? Ê, gì vậy? Ừ, con rắn. Ừ, con rắn, chết rồi. Rắn chết rồi. Ừ, chết rồi. Làm hết hồn trời. Ê, gì vậy ta? Em phải để ý nha. Thôi, nó. Hình như tao... Hả? Hình như là ở ngoài đó chọi vô đó. Phải không? À, em thấy không? Rồi. Thấy cái cây chạy bay từ ngoài đó vô đó. Để mình đi ra đây coi. Khoan khoan, để anh lấy đồ rồi. Ê! Ừ. Thùng thục vô đi, để anh lấy đồ rồi coi. Lộn chỗ. Từ từ bình tĩnh. Thì chiến vô đây nó cũng quý cũng chết chứ ở đây. Ở đây, em thấy có nguy hiểm hơn cái căn nhà bữa nè. Ừ. Căn nhà bữa đó mình không có. Mình không có ấy. Để bỏ cái điện thoại vô đi. Có gì chạy rất. Công việc này ghê quá. Em hồi nãy có bỏ cái ấy vô mình chưa? Rồi, em bỏ trong với em. Ê! 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 Ôi! Rung 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 gì vậy? Ừ! Mới giật rung rung rung. Đâu rồi? Mới thấy rung rung rung. Đâu rồi? Ê! Ê! Gì vậy? Ném qua đây, đi qua đây. Sát qua em luôn. Trời ơi, xíu nó chọi trúng đạn luôn trời. Chọi gì trời? Ê, ơi. Không lẽ anh em mình gặp nữa sao đặc? Không, em cũng không biết nữa. Nãy giờ hình như là mình chưa thấy hình dạng gì luôn á trời. Thì mới lúc đầu vô là mình thấy một lần nữa thôi, chứ nãy giờ mình kiếm chưa thấy luôn đó. Ừ. Có khi nào là ở trong cái hai cái phòng mộ đó không ta? Mà mình hồi nãy mình có vô mình đốt thuốc rồi mà ta. Nhìn cho lưng nè. Nhìn cho lưng đây nè. À, anh đi từ em giờ làm sao chứ? Để răng ráng đi tới đây kìa. Mới chỗ gì vô nó trời. Bây giờ có ai đang ngự trị ở đây thì xuất hiện ra cho tôi thấy đi. Có cần cơm nước bánh trái gì không thì để tôi cúng kiến cho. Kỹ kỹ nha Đạt. Em kỹ kỹ nha. Dạ. Em đi kỹ kỹ á. Rồi.
Cái này em nghiên cứu em mua thêm đôi giày nữa đây. Đây nguy hiểm quá. Ừ, chắc em phải mua đôi giày kiếm tiền. Để dành tiền đôi giày chứ. Để ấy gom gom tiền coi mua đại đôi giày đi. Còn không ấy thì thiếu nhiều anh. Để anh cho mua đôi giày đi. Chứ cái này nguy hiểm lắm. Lỡ mà có cái gì cái là chết mình luôn. Ui da, ui da. Gì vậy? Gì vậy? Trúng đầu em anh, trúng đầu em. Hả? Trúng đầu em. Cái gì trúng? Gì vậy? Đâu, đâu, đâu anh coi. Đây. Chỗ trúng luôn hả? Đúng rồi luôn. Ở sau rồi, sau lưng em á. Gì thế ghê trời. Nè, em cầm cái đèn đi, em cầm đèn đi, em đi trước đi cho. Chứ em đi không có ánh sáng gì nó chỗ trúng em. Đèn tắt luôn rồi. Nó mát bên hông á, đậm đậm bên hông á. Cái đèn. Có cái đèn mà không hư lên hư xuống nữa. Đâu? Thường thường là bún bên đây. Ê! Ê! Rồi giờ thời buổi này đang căng thẳng mà. Nè, đèn hư lắm. Đang căng thẳng mà còn hư cái đèn nữa trời. Đó. Rồi tắt nữa rồi. Rồi tắt nữa rồi. Ê. Phục lên đây, đặt phục lên đây. Từ từ. Từ từ thôi. Ui là trời, đập đúng đi. Rồi tức chết được chứ. Đang căng thẳng. Ui, rung kìa, rung bình nữa anh ơi. Để anh cho. Không, anh này đó, em sẽ được cho. Có cái đèn mắt tới mắt luôn rồi, bực mình ghê. Chị trời. Thôi ơi. Mới ra hùng luôn trời. Đúng kìa. Nhưng mà mới phát ra tiếng luôn đúng không? Đúng rồi. Em nghe hù luôn á. Trúng này trúng cái gì ta? Như trúng cái... Trúng cái máy luôn hay gì? Trúng cái máy à. Đau vậy? Rồi. Cái này mới gặp luôn á trời. Này đứng đâu trời? Này đứng đâu mà nó nhào ra nó. Này. Ê kìa kìa. Chị anh chung. Kìa. Đó. Rồi anh thấy đây. Đó. Đâu rồi? Đâu rồi? Ê. Ê nha. Gì anh? Trời ơi nó quấn cái giò. Ba cái. Dạ ba cái dây. Ba cái dây này. Này nãy ngay nè. Nói tiền các bạn ơi. Như là ngay chỗ này là có cái nguyệt luôn nè. Dạ. Như nãy em có thấy rõ nó. Thấy rõ không? Thấy này thấy đó, đứng ngay đây. Thì cái anh té cái là mất. Ê! Nó như vậy. Em rộ trên cây có rồi đâu. Đèn nó sáng hơn đèn này nó mát mát. Không, em thấy. Ê. Ủa, đây xác con gì chết quá trên mụn tay. Đâu rồi, nào có thể chỗ nào. Đây này. Đổ một hồi. Mình phải tìm cách đi chứ sao không lẽ mình đi kiếm hoài vậy anh Trung. Bây giờ tìm cách chứ gì? Bây giờ nó không ra mà. Chứ mà kiếm hoài sao nó không xuất hiện cho mình ấy sao mình kiếm. Bây giờ không ra vậy mình làm được cái gì đâu. Bây giờ. Hay là bây giờ anh em mình đặt cái nghi thức luôn. Dạ. Coi coi nó có ra dùng. Mình đặt thử rồi mình đi ra để coi có vô dùng không. Coi nó có ra dùng để một chút xíu anh sẽ làm một cái thuật. Nó thì mình đặt cái nghi thức nó cũng. Bây giờ sao ta? Chứ bây giờ cứ về hoài mình kiếm đâu có được. Bây giờ kiếm cơ sơ đi, cứ chọi đồ vô không sao kiếm. Cái khu vực này nó quá trời bụi rồi. Cái này về chắc ngày mai thế nào cũng ho. Khô quá không. Đầy quá trời cây cối tùm.
Bây giờ làm sao? Bây giờ mình không lẽ mình đặt nghi thức luôn? Theo em là đặt nghi thức đi, rồi hai anh em mình nó góp diễn đi. Anh mới nghe cái phật đó. Anh nghe hả? Ừ. Ơ kìa kìa kìa, thấy không? Ừ. Đây đây đó. Anh thấy không? Anh mới thấy nó đứng ngay chỗ cái cây nè. Ủa, mới thấy nó đứng ngay đây nè. Vậy là chắc nó quần quần ở trong mấy cái này nè, mấy cái phần mộ này nè. Hay là bây giờ mình lại ngay chỗ này mình đặt nghi thức luôn đi. Đặt lên đó luôn. Ừ, mình đặt trên cái thành này nè cho anh ta dùng luôn. Dạ, dạ. Nếu đúng thì của anh ta thì ta dùng. Đúng không? Đi. Chắc là... Bây giờ... Đây, để anh đặt cái máy. Giờ để Lê Trung đặt cái máy xuống cái nghe cái nha. Bây giờ không có chỗ nào đặt máy nó ấy hết trơn. Bây giờ để Lê Trung đặt ngay đây luôn đi. Đặt cái khu vực này nè. Dục dậy luôn đi. Nãy nó chỗ trúng đầu em luôn hả? Trúng đầu mày. Một cái cốc. Dầm chứ đây. Để chừng phan nữa. Ủa, bánh rồi để em cưng hết phải không? Dạ, bánh để không em, để lấy đi. Mình đây, anh có nhang không? Nước. Mình chắc còn cái miếng ấy đâu. Đây, bóp em luôn. Ê! Gì vậy trời? Trời ơi! Khúng cũng yên nữa. Thôi bây giờ nếu mà có ngự trị đây á thì để Lê Trung đặt cái nghi thức Lê Trung cúng cho rồi ra dùng. Nếu mà có cái gì khuất tức á thì cho Lê Trung biết, Lê Trung sẽ giúp để mà trợ duyên cho. Chứ ngày qua anh quên làm cái lại cái gì, cái đồ cầm nhang tìm qua về tháo ra bỏ mà quên làm lại luôn, thiệt tình. Bây giờ em mấy đây, đặt ở đây để anh đặt đây. Giờ để nó ra đại luôn, cắm luôn chứ. Nhà mình cũng muốn hết cam đó anh Trung ơi. Hả? Hết cam rồi, chắc phải bữa nay phải đặt cam mua thêm quá. Thì phải mua thêm chứ mình làm ngày nào mình cũng làm mà. Chứ mình mua vậy đó, mình mua nguyên thùng vậy nó rẻ. Chứ mua 1 ký nó mắc lắm, ông chạy mua 1 ký mà chợ nó mắc lắm, tại vì ngày nào mình cũng đi. Thùng nó có mấy ký à. Đi ngày ký mấy rồi. Giờ lấy cái gì ấy. Cái gì này sao cầm nhang đây? Cái nào kéo giờ hả? À, cái này giờ cầm được không ta? Được, mình nó hơi ngã đó. Thì nó hơi ngã cũng được, sợ nó. Tay chân với bụng rụng. Cái ấy cần có đeo vào người không? Có em đeo rồi. Đeo vào người cho nó an toàn. Chỉ để giống như bữa nữa. Hồi bữa đó hơn là tấn công anh với tấn công em, lực em cũng hơi mệt đấy. Hồi đó chắc bữa trước là nó quất cưng, rồi qua bữa sau quất anh chứ gì. À, qua đây nè, qua đây anh em nè.
cũng Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh. Thổ thần thổ địa cực thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay hai anh em tụi con đến đây cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh, để cho các vong linh được ấm no, đỡ đói lạnh, đỡ vất vưởng đói khát ở trên cái cõi ta bà này. Chứ không phải anh em tụi con đến đây để quấy phá hay là làm bất cứ điều gì tổn hại tới các vong linh. Mong các ngài các ông quan hỷ xả cho con nhờ được cái phần lực của các ngài các ông để con độ hóa, để con trợ duyên được các vong linh đang trú ngụ ở đây. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, anh em mình lui ra khỏi cái bàn nghi thức đi. Anh em mình lui. Bây giờ lui ra đây.
con ngồi im xuống một chỗ, con núp vô trong cái phía sau cái đèn đi Khanh. Núp phía sau cái đèn là khi mà cậu lại cậu lấy máy cậu đi qua bên đây cậu kiếm lại cái là con đi ra đây luôn. Núp sau cái đèn đi. Không biết nãy giờ có ra ăn chưa nữa. Lại thấy quá thì hùng không biết có ăn. Không biết nữa. Có khi nào ra phá như đợt nhà đó không anh? Hả? Có khi nào ra phá như cái đợt nhà giờ không biết không? Sao nói vậy. Ui, không có em ơi. Không à. Không có phá. Còn. Mà không biết có ăn không nữa này mới quan trọng. Chết cha rồi, nãy giờ anh quên lấy cái bát quái vô. Không biết có dám ra ăn không? Ừ. Để nguyên cái bát quái đó luôn. Đúng xong quên lấy cái bát quái vô luôn cả nhà ơi. Không biết là cái hiện tượng này có dám ra ăn không? Nếu mà dám ra ăn là chắc cũng... Là dữ à. Cũng dữ à. Chứ không phải hiền đâu. Thôi bây giờ tạm thời thì mình để cái bàn nghi thức đó đi. Nè, bên trong cái đèn này. Để mình đi một vòng thử cây có cái hiện tượng gì nữa không? Mình kiếm cái có gặp không? Rồi mình hãy trở lại mình dọn dẹp. Giờ mình đi đó nữa anh Trung. Thì bây giờ thì mình chỉ có đi vòng vòng ra thôi chứ giờ đi đâu giờ. Trong này nó rừng rú bịch thù bên đây nè. Cái nhà mình thấy nè. Rừng bịch thù à, có khoảng này nó trống này. Thì con gì chết quá trời, nãy con rắn, nãy chưa. Nãy đá vô rắn hết hồn trời. Tưởng đâu rắn thì rắn còn sống. Cò nè. Con cò chết. Từ từ vậy nè, thấy em cũng ghê ghê. Gì nữa vậy anh? Phải rồi, chắc cây nhánh cây rất nhẹ mà. Sao em ru rồi ta? Đó. Ủa anh ơi. Kỳ ta. Sao mình cúng mà không có răng không mà sao mà kỳ ta. Thôi rồi, bên đó nhìn thấy gì không? Tiêu luôn. Ngon, em đập cây, đập cây. Em đi thôi anh à, đừng ấy, đừng đi sao. Tiêu rồi. Cái này chắc sao bây giờ im re chắc ta? Cái này về chắc là mình phải về coi lại cái cam rồi đạt ơi. Chứ về không mình đâu có biết được cái gì đâu mày. Giờ cái này sao nãy vô gì lắm rồi sao nãy vô làm răng luôn rồi giờ sao tiêu. Giờ anh tính sao? Thôi bây giờ hai anh em mình về đi. Dạ. Về cái xem lại camera cái hiện tượng này có ra dùng dùng cái lễ của mình không? Nếu có là cái hiện tượng này là phải là dạng dữ, tại vì anh để cái bắt quái đó mà còn dám ra dùng là dữ rồi, là không phải dạng hiền. Pháp thuật phải cao hơn cái bát quái này là tới công chuyện nữa. Bên kia giờ mình chưa xong rồi mà tới bên đây rồi. Mới bên này đi bên kia chưa dám quay trở lại bên kia giờ tới bên đây nữa. Thôi ấy đi để mình này mình gom. Bây giờ quý ông bà cô chú anh chị ơi, hiện tại bây giờ thì anh em cũng không có nghe được cái tiếng động gì nữa, cũng như là không có nhìn thấy những hiện tượng gì nữa rồi cả nha. Bây giờ có là quần ở đây nữa thì cũng không có làm được gì. Thôi bây giờ để anh em Lê Trung sẽ kết thúc video và đi về để xem lại cái cam coi nó có quay được những cái hiện tượng gì hay không. Và quan trọng nhất
là có quay cái được cái giai đoạn mà xuất hiện ra đây để mà dùng những cái phần lễ này nè cả nhà. Tại vì Lê Trung hồi nãy để cái bát quái ở đây, nếu mà xuất hiện ra đây dùng là cái hiện tượng này phải nói là dữ á, là hơi cực nữa đó cả nhà. Rồi thôi, video đến đây thì Lê Trung cũng xin phép kết thúc luôn cả nhà. Thì một lần nữa Lê Trung cũng xin phép kính chúc cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Nếu như cả nhà thấy những video của hai anh em Lê Trung làm có ích cũng như có ý nghĩa thì rất mong cả nhà mình hãy để lại cho một like cũng như một đăng ký kênh ở trên kênh Lê Trung TV cũng như là kênh Fulu Miền Tây của em Đạt đó cả nhà. Để cho anh em cũng nói chung là cũng có được chút kinh phí để anh em hoạt động, để kéo dài cũng như là để duy trì cái kênh, duy trì cái công việc đang làm cả nhà ơi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video lần sau.